Hey, chào các anh em Vạn Đô. Có lẽ là các anh em rất là tò mò sao mà năm nay không thấy cà cờ thiện ở đâu, hoặc là thấy là mình làm mất ở đâu đó rồi. Có thể là như vậy. Nhưng mọi người đừng có tìm nữa nhá. Vì năm nay thì có một điều đặc biệt muốn dành tặng cho các anh em ở Vạn Đô. Mọi người hãy theo dõi cái sau đây. Chúc mừng Giáng sinh anh em nhà Vạn Đô. Thì rất là vui khi mà có mặt ở đây và dành cho anh em một món quà rất là đặc biệt. Giống như thầy nói á, có thể là năm nay anh em đang tìm cả cỏ thịt nhưng mà mình sẽ không thấy. Mà thì muốn làm một cái clip để mà gửi tới lời chúc mừng cũng như cảm ơn anh em Vạn Đô trong dịp Giáng sinh này. Thì trước hết thì rất là biết ơn trong khoảng thời gian hơn 5 năm vừa qua mình được ở nhà anh em. Trước tiên đó là nhà Điện Biên Phủ, sau đó là nhà Vạn Đô, và cái thời gian này sắp tới thì cũng chuyển qua ngôi nhà Hoàng Diệu nữa. Thì nó rất là biết ơn cho những cái khoảng thời gian đó. Thì khi mở nhà anh em thì thiệt rất là vui khi mà có thời gian với cá nhân với mỗi anh em. Thì vẫn nhớ cái khoảng thời gian đầu tiên với anh Thiểu khi ở nhà Điện Biên Phủ, nhớ cái lúc và cái buổi đầu tiên đi chợ cùng với anh Thiểu ở Maximax 3 tháng 2, mình xin đi theo để mình học cách đi chợ. Thấy anh Thiểu anh đi rất là nhanh, anh lựa đồ rất là nhanh, và đó là cái giây khoảng cách mà có lẽ là nhớ đầu tiên nhất trong khoảng thời gian với anh Thiểu. Và sau đó là những cái sự chia sẻ giúp đỡ của anh Thiểu, đặc biệt là vẫn nhớ những cái bữa anh Thiểu nấu ăn rất là ngon, thì mình cũng bao giờ quên được. Và sau này có lẽ là cũng ít có cơ hội nếu như anh Thiểu đi lấy vợ. Cảm ơn anh Thiểu điều đó, và cảm ơn cho anh Thiểu cũng nhận trách nhiệm, cũng nhận ngôi nhà nữa. Thì đó là những cái điều mà Thiểu muốn cảm ơn, và chúc cho anh Thiểu qua cái năm mới này thì cái điều làm đầu tiên đó là sớm hỏi vợ. Và khi suy nghĩ về tiếp theo một anh em, đó là cái suy nghĩ về anh Bình, thì cảm thấy rất là tuyệt vời khi mà thấy cái đời sống đức tin của anh Bình, có cơ hội đi chung với anh Bình một khoảng thời gian trong công ty IBA. Sau đó anh em cũng có thời gian với nhau, thấy anh Bình luôn khích lệ thiệt, thấy anh Bình cũng rất là suy nghĩ với nhà anh em, những cái điều anh Bình làm cũng luôn mong muốn và tập trung để mà giúp cho tâm linh mọi anh em. Như anh Bình có thời gian khích lệ từng anh em, đối với cá nhân Thiện đó là biết ơn cái khoảng thời gian với anh Bình. Và sắp tới cũng được chung nhà với anh Bình nữa, thì đó là cơ hội mà để mình có thể kết nối thêm, hiểu thêm và đồng hành cùng với nhau. Cảm ơn cho mối quan hệ với anh Tân. Thực sự anh Tân là một người rất là tỉ mỉ, rất là đức tin trong Thượng Đế. Chứng kiến được anh Tân trải qua những cái giai đoạn trong công việc hay là trong cái đời sống cá nhân, nhưng mà anh Tân vẫn kiên trì và tập trung vào Thượng Đế để vượt qua tất cả những điều đó. Đó là những cái khoảng thời gian mà thấy không thể nào quên được. Cũng cảm ơn cho anh Văn, một người anh cảm thấy rất là gần gũi, một người anh mà cũng có mặt với Thiện trong chuyến đi này. Thấy những kỷ niệm, những cái thời gian mình có với nhau, và những cái sự chia sẻ, giúp đỡ, đồng hành, đi bộ cùng với nhau. Và cũng chúc cho anh Văn sớm hỏi vợ, và những cái kế hoạch sẽ được để ban phúc. Cũng cảm thấy rất là biết ơn cho anh Vinh. Anh Vinh là một người anh, mặc dù anh Vinh rất là ít nói, nhưng mà đôi khi anh nói ra khiến mọi người phải cười. Và cảm thấy cũng anh Vinh cũng rất là chăm sóc cho ngôi nhà, đặc biệt là vấn đề sức khỏe. Đối với cá nhân Thiện cũng vậy. Thiện nhớ những lần bị viêm mũi dị ứng thì anh Vinh có thuốc gì tốt luôn luôn chia sẻ với Thiện. Và mình thấy đó là những cái điều rất là nhỏ nhưng mà nó rất là chạm vào lòng của mình. Chúc mừng Giáng sinh nha anh Vinh. Và cũng cảm thấy rất là gần gũi với lại Đoan nữa. Cảm thấy khi mà mình vào nhà nó có những cái giây phút đầu tiên mình cũng chưa có hiểu hết được, nhưng mà sau đó mình đồng hành với nhau, đặc biệt là những cái thời gian mình có, mặc dù mình giỡn với nhau, mình phá những anh em khác, nhưng mà đó là những cái kỷ niệm mà có lẽ là mình sẽ không bao giờ quên. Và những cái gia tài của mình trong thực tế, những cái mối quan hệ như vậy. Cảm ơn cho khá là nhiều anh em, cảm ơn cho Phát, người em, mặc dù vào sau, nhưng mà đối với anh thì Phát giống như là một người em rất là gần gũi, rất là thân, và mình rất là cảm ơn em tin tưởng, tôn trọng và ủng hộ anh bước đi cùng với anh. Cả những lúc anh chia sẻ với em, cũng như là những lúc anh bộc bạch cởi mở với em, anh rất là muốn nói là giá trị mối quan hệ đó với em. Cảm ơn cho những người anh em tới sau, nhưng mà mỗi người luôn có một cái điểm rất là đặc biệt. Anh Trung với cái luồng gió mới về võ thuật,
anh Tín, một chuyên gia IT, nhưng mà anh cũng rất là em thích cái sự lạc quan của anh. Và đặc biệt là một người em út là Nghĩa cũng vậy, mặc dù Nghĩa mới vào nhưng mà cái sự sắp xếp, sự trưởng thành của em làm cho anh cảm thấy mình cảm thấy rất là khích lệ. Cái sự khiêm nhường của em nữa, em cái gì chưa biết em hỏi. Và đó là những cái khoảng thời gian mà Thịt không bao giờ quên trong ngôi nhà anh em. Và cũng nhân dịp này muốn gửi tới lời cảm ơn với tất cả các anh em đã đồng hành. Trước đó có những anh em khác nữa, mà trong cái khoảng thời gian này có những anh em đồng hành trong cuộc sống của mình, yêu thương, chấp nhận mình. Và sắp tới mình cũng qua một ngôi nhà mới, thực sự cảm thấy có cái gì đó cảm thấy nó rất là khó để mà mình tách ra khỏi trong cái mối quan hệ với anh em. Mà hy vọng rằng đó cũng là một cái bước mà mình có thể sống với đức tin của Thượng Đế, với Thượng Đế, dựa vào Thượng Đế nhiều hơn, học hỏi nhiều điều hơn. Và một lần nữa chúc mừng Giáng sinh anh em, chúc anh em có thời gian rất tuyệt vời. Năm nay thì không có cơ hội bóc quà với anh em rồi. Năm nay ngôi nhà mới, nhưng mà vẫn nhớ những cái khoảng thời gian mình ngồi bóc quà sau đêm Giáng sinh, rồi là mình nhà này tặng bánh này, nhà kia tặng kia. Nhưng mà rất là muốn chúc mừng Giáng sinh anh em. Chúc anh em có một năm mới tiếp tục mà xây dựng ngôi nhà vững mạnh cho Thượng Đế và tiếp tục làm nhiều điều tuyệt vời cho Thượng Đế. Chúc cho mỗi cá nhân anh em sẽ được Thượng Đế ban phúc và sẽ được Thượng Đế làm việc trong những cái ước mơ của mình, về ước mơ cá nhân cũng như phục vụ Thượng Đế. Một lần nữa chúc mừng Giáng sinh và chúc mừng năm mới.